Hi, chào mừng anh em quay trở lại với OV Dragon. Trận chiến tại hành tinh Saiyan vũ trụ 6 đang cực kỳ căng thẳng. Pepino xuất sắc tiêu diệt Salaga, giờ chỉ còn Dula và Amaron thôi. Tên thần hủy diệt có vẻ đang gặp khó trước Vegeta, cũng dễ hiểu thôi, vì anh giao mạnh VIP Pro lắm. Không phải lo cho vị trí của anh, nơi đáng lưu tâm là chỗ Dula. Hắn đã đánh bại King Sadala, chính xác ông không bị hạ do kiệt sức hay bị đánh, mà Sadala ám ảnh trước cái chết của những chiến binh Saiyan, cho nên ông mới mất đi khả năng chiến tiếp. May có Buri xuất hiện, Saiyan Xanh nổ ra cuộc chiến căng đét với Dula và giờ cả hai đều bắt đầu dùng hết sức rồi. Buri thoát khỏi tâm ma, Dula khai mở sức mạnh sau khi biết Salaga bỏ mạng. Cụ thể ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video Dragon Ball Kakumei Chap 26 Vegeta đại chiến Amaron, Buri bóp chết Dula. Chương 26 có tiêu đề Dula the Summoner. Đây là biệt danh của tên Dula, chứng tỏ chắp này cuộc chiến giữa hắn với Buri sẽ là tâm điểm. Ở diễn biến đầu tiên, chúng ta có đoạn hồi tưởng về bộ ba Amaron, Dula và Salaga. Tên Amaron cùng Salaga đang đứng trên cao quan sát, còn Dula thì bên dưới trêu đùa lũ quái vật. Họ cùng nhau luyện tập, dần dần cái tên pháp sư Dula đã vang danh khắp nơi. Cả ba nhân vật này rất thân thiết với nhau. Họ phát triển mạnh và dần trở thành những kẻ quyền năng bậc nhất của vũ trụ 14, chỉ sau thần hủy diệt và thiên sứ ở đó. Tuy nhiên, Dula dường như từng là người tự ti, cho rằng bản thân chỉ là một kẻ tầm thường trong bóng tối và sự tự ti đó thúc đẩy hắn ta rèn luyện bản thân. Trở lại thực tại, Dula khi biết Salaga chết thì đã bộc phát tiềm lực thực sự của mình. Hắn hét lên khiến các khối cơ bắp nở ra, một trạng thái hung bạo và đen tối. Những hoa văn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở quanh mắt. Ngón tay hắn có những luồng ki màu đen, móng vuốt dài ra và rồi hắn tự đâm vào bụng mình, tạo ra một cánh cổng giữa cơ thể. Tuyệt kỹ được kích hoạt, trạng thái tối thượng nhất của Dula xuất hiện. Hắn bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối và sự chết chóc, đôi mắt biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cái hốc đen vô tận. Miệng cũng biến mất và chỉ còn những vết rạn màu đen. Sau một tiếng hét kinh hoàng, Gai đã cầm bách. Đến Puri cũng tắc mồ hôi trước thứ năng lượng đen tối và chết chóc đó. Anh không thể tin tên lùn mã tử bản thân vừa gọi đầu giờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Lúc này Dula độc thoại cảm ơn Salaga và Amaron vì cả hai đã tạo đem lại cho hắn một cuộc sống tốt đẹp. Sự trả thù giờ chính thức bắt đầu. Dula lao vào tấn công Buri với tốc độ cực kỳ nhanh. Cuộc sống của mày đến đây kết thúc. Tên phản diện hét vào mặt Saiyan xanh lá. Dula tiếp tục nói: Ngươi đã vượt qua sức mạnh, tốc độ và cả phép thuật của ta. Ngươi thật sự quá mạnh. Nhưng ta đã dùng tới con bài tẩy cuối cùng. Ta tự trao cho mình sức mạnh của các quái vật được triệu hồi, cho nên ngươi sẽ không có đường sống nữa đâu. Nói xong, hắn đẩy Buri lên cao. Một đòn tấn công siêu mạnh được tung ra. Quả cầu năng lượng đen khổng lồ bao trùm lấy Saiyan xanh. Anh ta hét lên trong sự đau đớn. Tất cả mọi người bên dưới đều ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Quả cầu to đến nỗi chiếm cả một góc trời. Vụ nổ khiến các Saiyan phải khó khăn cản lại luồng sóng nó tạo ra. Kale thì rơi nước mắt khi thấy cảnh đó. Cả Kappa và Caulifla cũng tỏ ra cực kỳ lo lắng. Bên phía Amaron và Vegeta, họ ngưng trận đấu và dõi theo những điều điên rồ vừa xảy ra. Hoàng tử Saiyan thấy khá lo cho Puri. Một khung tranh cận mặt cho thấy Amaron bị thương nặng. Mặt nạ của hắn vỡ mất một nửa. Hắn nói, nếu ta bảo với ngươi, tên bạn của ngươi giờ chỉ còn là bóng ma thì sao? Vụ nổ đó, ta không chắc có ai cản được. Vegeta cũng tả tơi không kém. Anh tự hỏi Puri có sao hay không? Bên này, ta thấy Puri đang gồng mình chống chọi trong trung tâm vụ nổ. Cậu nhớ về Chi-Lai và đang gượng dậy. Dùng hết sức bình dương, bằng tất cả sức mạnh của Saiyan huyền thoại, chiến binh Saiyan sở hữu tiềm năng vượt trội bậc nhất. Puri dần dần ép quả cầu năng lượng của Dula thành một khối nhỏ. Kinh dị thật sự. Ăn gì mạnh vậy huynh đài? Các Saiyan bên dưới kiểu, what the hell, khớ này mạnh dữ. Amaron thì trợn tròn mắt vì vừa bảo không ai cản nổi vụ nổ. Vegeta cũng chả thể tin vào những gì đang xảy ra. Puri đã làm điều không tưởng, anh đã triệt tiêu quả cầu năng lượng màu đen đó. Bên trong chính là tên Dula, giờ hắn chỉ bé tí và đang nằm gọn trong tay của Puri. Tiếp tục là tiếng hét của Saiyan xanh lá, anh ta bóp chặt tên phản diện, siết chặt hơn nữa, và rồi chả còn gì nữa, Dula bị bóp đến tan biến. Chính xác thì hắn tự chết do vụ nổ của mình. Puri đã dùng tay nén cả vụ nổ lẫn Dula vào bên trong, và chúng hoàn toàn biến mất sau đó. Anh Saiyan xanh rơi tự do xuống, mất hoàn toàn hình dạng Saiyan. May mắn trước khi tiếp đất, Ruda đã kịp đỡ Puri lại. Làm tốt lắm người bạn của tôi. Một nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt anh Saiyan khi anh thấy Puri vẫn ổn và chỉ đang bất tỉnh do kiệt sức. Ấy thế mà không mất nhiều thời gian, Puri đã mở mắt ra, giơ tay về phía Kale và gọi tên cô. Nữ Saiyan cũng hướng mắt về anh chàng. Mọi người bắt đầu vây lấy xem tình trạng của Puri, trong khi anh ta xin lỗi tất cả mọi người vì những rắc rối bản thân gây ra. Ta thấy bấy giờ Kale bị thương rất nặng, cô ấy cố bỏ lại chỗ Puri, nhưng một Saiyan khác đã đến giúp cô ấy. Puri cũng bật dậy chuẩn bị tới chỗ cô nàng. Thế nhưng, Vegeta từ xa hét lên, cẩn thận đấy, Puri. Lời nói vừa dứt, chàng Saiyan xanh lá chưa kịp phản xạ thì đã cảm nhận thấy một đòn vũ bão ngay sau lưng. Điều đó khiến anh rợn cả tóc gáy. May thay một bóng dáng quen thuộc đã kịp lao ra, chặn sợi xích của Amaron. Kẻ đang cười điên loạn vì trò đánh lén của mình.
Vâng, chính Vegeta đã kịp thời cứu người bạn Bree, chứng tỏ tốc độ, sự nhạy bén và kinh nghiệm chiến trường của Vegeta khủng cỡ nào. Vì dù có bất ngờ và dõi theo trận chiến của Bree với Dun, anh Giao vẫn luôn đề phòng Amaron, đối thủ trực tiếp của anh, nhờ đó Vegeta kịp thời cứu nguy cho đồng đội. Lúc này gã thần hủy diệt vẫn nở nụ cười điên loạn và chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Trong khi Vegeta thủ thế chiến đấu, Amaron nói, thật lòng ta không nghĩ các cấp dưới của ta sẽ chết tại đây. Thế nhưng điều đó đã xảy ra, Vegeta nghe thế thì bảo, vậy người cũng nên đi cùng bọn chúng. Tuy nhiên Amaron lúc này nhắc tới Bulma, có vẻ vợ người còn sống nhỉ, thuộc hạ của ta đã tập trung vào nhưng nó thất bại. Vegeta nghe thế thì biết thằng trước mặt định tấn công những người khác thay vì anh. Amaron nói, giờ ta đã hết kiên nhẫn rồi, hãy dùng hết sức mạnh của mình đi. Nói xong hắn bắt đầu nghiêm túc bùng hết sức lực. Vegeta thì hét lên, bảo mọi người coi chừng, có vẻ đối phương sắp tung đòn hiểm nhằm vào tất cả. Chết đi lũ Saiyan, Amaron hét lên, kéo theo đó là một luồng khí đen tấn công thẳng xuống chỗ những chiến binh. Anh chàng Ruda tái mặt trước đòn quá mạnh này, ngay lập tức, tất cả, xin nhắc lại, tất cả các chiến binh có mặt tại đó đều bị thương, rất nặng anh em ơi. Các bà mất đi một tay và chân, một Saiyan khác bị cắt đôi, cả Vegeta và Puri cũng chịu số phận bị thương nặng. Ruda không thể tin vào điều điên rồ vừa xảy ra, nó quá nhanh, quá khủng khiếp khi tất cả đều dính chiêu mà không kịp làm gì. Thay thế, anh lập tức chuyển sang hình dạng Super Saiyan và chưa kịp làm gì, Amaron đã đứng ngay sau lưng, cầm trong tay cây liềm đoạt mệnh. Gã phản diện không khác gì một tử thần ngay lúc này. Một cú sạch ngang, Ruda đứt làm đôi, may thay anh ta vẫn kịp lùi ra. Chỉ mất một tay, phần cơ thể thì bị cắt vào phần nửa, chưa đứt lìa hoàn toàn, nhưng để sống tiếp thì chắc cũng khó đấy. Chưa dừng lại ở đó, Amaron xuất hiện chỉ tay thẳng vào đầu Ruda. Puri hét lên, Vegeta, ở đó kìa. Lập tức anh Giao xuất hiện tấn công gã phản diện. Đòn tấn công thẳng vào mặt khiến mặt nạ Amaron bị vỡ ra, nhưng hắn vẫn cười như điên như dại. Mọi người đều bất ngờ bởi sức mạnh của hắn. Giờ Puri mất khả năng chiến đấu rồi, các Saiyan khác thì quá yếu khi đứng trước thần hủy diệt. Ngay lúc này, King Sandala tỉnh dậy. Các Saiyan dìu ông và báo cáo vụ Puri đã hạ gục tên Dula. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, ông tỏ ra cực kỳ bất ngờ vì những gì trước mặt. Vậy điều gì khiến ông bất ngờ? Vâng, Vegeta, một trạng thái kỳ lạ. Anh đang đứng sừng sững ở đó. Hoàng tử Saiyan, kẻ kiêu ngạo và dũng mãnh bậc nhất. Trạng thái đó là gì đây? Bản năng vô cực, dường như là nó. Dù chưa được xác nhận, nhưng nhìn vào những hào quang màu trắng, cả mấy cái hiệu ứng nhỏ bay lên nữa, khả năng Vegeta trong Dragon Kakumei đã thức tỉnh và đạt được kỹ thuật thần thánh này, hoặc cũng có thể đó là một biến thể khác của riêng Vegeta. Hoàng tử Saiyan chính thức dùng sức mạnh thật sự rồi. Ở chiến tuyến ngược lại, sau cái chết của hai thằng đệ, thì Amaron cũng dùng hết sức bình dương càn quét tất cả. Hứa hẹn cuộc chiến sắp tới sẽ cực kỳ gay cấn. Nhiều khả năng, trận solo giữa anh Giao với tên thần hủy diệt kia sẽ kết thúc ở chương 27 hoặc 28. Sau đó chúng ta sẽ được đưa lại diễn biến ở chỗ Whis hoặc Goku. Bởi ngoài mặt trận này, vẫn còn những nơi khác đáng để lưu tâm. Cuộc chiến đa vũ trụ này không chỉ dừng lại ở ba tên phản diện Amaron, Lula và Salaga. Bởi nghiêm túc nhận xét thì chúng không thực sự vượt trội so với phần còn lại. Amaron cũng chỉ vừa lên danh Hakaisin thôi. Anh Giao cũng đường đường là đệ tử Perot chứ chẳng đùa. Khả năng win kèo của Vegeta rất cao. Khi đó chúng ta sẽ được thấy sự xuất hiện của các phản diện khác mạnh hơn, cấp thần hủy diệt Ryu hay thiên sứ chẳng hạn. Ok, trên đây là Dragon Kakumei chắc 26. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!